rồi, bữa dày rồi nó chín. Lên ha. Quay. Một tên cũng đi.
vô được cái nước mắm đó không? Ui, mấy cái bắp thì nước vô chứ. Cái lo nhỏ nhỏ ha, cái đầu tư cái mình phát lên nướng về, nhưng mà về ghép cảnh đồng ruộng vô đúng không? Anh em nếu mà có cơ hội mình về quê Củ Chi á, mình hưởng thụ được cái cảnh sống đồng quê vui. Dài với rồi mà. Rồi đó, rồi, vậy thôi. Đấy. Cũng ngon mà. Bạn đâu mà ăn cơm gì? Được rồi. Ui lên bé. Ui lên. Thấy vậy được chứ. Nè, gào ghiếc gì nè. Quay theo lưng. Rất là. Lát. Nhớ cái vụ quay này là coi chừng lát tôi bỏ cái máy vô đây luôn giờ à.